anh chị nhà phân phối Triều đang có mặt tại New July. Ở đây là phòng thí nghiệm của New July tại California. Một cảm giác thật là tuyệt vời các anh chị. Một cảm xúc mà không thể nào diễn tả được bằng lời. Chỉ có các anh chị đến đây, các anh chị mới cảm nhận được mà thôi. Hy vọng rằng là chuyến A60 kỳ này Triều dẫn tất cả các anh chị nhà phân phối Diamond trở lên đến đây để tham dự, để xem rằng là các nhà khoa học đã kỳ công nghiên cứu để ra những cái sản phẩm New July tốt nhất trên thế giới cho toàn bộ nhà phân phối cũng như người tiêu dùng của chúng ta. Thì lần A70 sắp tới đó là cơ hội của tất cả các anh chị. Các anh chị sẽ làm được, Triều sẽ dẫn các anh chị đến đây. Yeah. Tìm hiểu, đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng Nutrilite cho chính mình, cho người thân gia đình mình đã 10 năm rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà chúng tôi được đặt chân đến viện nghiên cứu dinh dưỡng Nutrilite tại Mỹ các anh chị. Và sau khi được đi tham quan một vòng, được tận mắt thấy, được tai nghe về cái quy trình nghiên cứu, chế biến, sản xuất sản phẩm từ các nông trại hữu cơ, qua các phòng thí nghiệm, sở hữu hàng trăm các nhà khoa học để có thể cho ra đời những sản phẩm tốt nhất cho người sử dụng. Và sau khi mà được nghe chia sẻ về cái nguồn gốc và cái quy trình sản xuất như vậy thì tôi cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là tự hào, rất là tin tưởng. Khi mà hiểu về cái sản phẩm này thì tôi rất là tin tưởng, rất là tự hào các anh chị. Và thông qua đây thì tôi cũng rất là muốn gửi gắm đến tất cả các anh chị, những người đang sử dụng sản phẩm, những người mà đang sở hữu cái sản phẩm này, hãy tiếp tục tin tưởng và có thể tìm hiểu thêm thông tin thông qua cái quy trình truy xuất, cái quy trình sản xuất các anh chị đó. Và với cái niềm tin của mình, với cái đam mê của mình, hãy lan tỏa những cái điều này để giúp cộng đồng có một lối sống lành mạnh, đạt được sức khỏe tối ưu, thì đấy là một việc làm rất là tuyệt vời các anh chị. Và xin chúc tất cả các anh chị hãy luôn đam mê, cháy bỏng, khát khao thành công và mang đến những điều tốt đẹp cho xã hội. Xin chúc tất cả các anh chị sức khỏe và thành công. Cảm ơn các anh chị. Và thậm chí là cái hộp thư, thùng thư này cũng là đồ thật luôn, đồ nguyên bản luôn á. Từ cái thời mà gia đình ông Carrego ở đây. Vợ của ông. Em, little Sam. Và con trai ông, Dr. Sam. And here, next room is his workspace. Và cái phòng tiếp theo đó là khu vực. This is his first early extractor. Và đây là cái máy chiết xuất đầu tiên.